cho chân thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là nguồn suối mát tâm hồn. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắm, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật Chúa khôn nguôi được tâm hồi trong ân hạnh tuyệt vời. Cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là nguồn suối mát tâm hồn. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắm, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an ủi nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được tâm hồi trong ơn thánh tuyệt vời. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ngài dìu đưa